quan lộ thần tốc của ông Hoài Bảo, con trai nguyên bí thư Quảng Nam. Ông Lê Phước Hoài Bảo được xem là giám đốc sở trẻ nhất nước khi được bổ nhiệm ở tuổi 30 với thời gian thăng tiến thần tốc. Ông Lê Hoài Bảo vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020. Đồng thời, ông Bảo có ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài. Ông Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985 là con trai nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Ông Bảo là người đầu tiên được tỉnh cử sang Mỹ học thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược tại Hoa Kỳ. Trong 3 năm sau khi du học về nước, ông lần lượt giữ chức phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai, phó chủ tịch huyện Thăng Bình, phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư. Sau 5 tháng, ông Bảo được bổ nhiệm giám đốc sở ở tuổi 30 và được xem là giám đốc sở trẻ nhất nước. Phó giám đốc sở lên giám đốc chỉ 5 tháng. Ngày 26 tháng 2 năm 2014, ông Lê Phước Hoài Bảo, khi đó là trưởng phòng xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình. Ngày 14 tháng 3 cùng năm, Hội đồng Nhân dân huyện Thăng Bình khóa 10 tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Bảo giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 2 tháng 4 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quyết định điều động ông Bảo về Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc. Vào tháng 9, tức chỉ 5 tháng sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm ông làm Giám đốc Sở khi ông ở tuổi 30. Thông tin này gây xôn xao dư luận. Ngày 5 tháng 10, Bộ Nội vụ về làm việc với Quảng Nam và kết luận việc bổ nhiệm giám đốc sở ở tuổi 30 là đúng quy trình thủ tục, không trái với chủ trương quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng ngày, nguyên bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh khẳng định ông hoàn toàn không can thiệp việc bổ nhiệm con trai mình, việc con đi học theo cơ chế của tỉnh là đủ điều kiện, chứ không lợi dụng việc này. Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, ông Bảo trở thành tỉnh ủy viên trẻ nhất. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Phước Thanh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, có biểu hiện ưu ái vung vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai là Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ trưởng phòng của Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục để Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cử ông Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định. Khai lý lịch không đúng, giám đốc sở 30 tuổi bị xóa tên đảng viên. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Lê Phước Thanh, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 đến 2016 có các vi phạm, khuyết điểm sau: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của đảng và nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm, luân chuyển, điều động một số nhân sự không đúng quy định; buông lỏng lãnh đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng tuyển dụng công chức
xét tuyển viên chức không qua thi tuyển, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có sự ưu ái đối với con của các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Lê Phước Thanh, bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016, vi phạm. Với cương vị người đứng đầu, ông Thanh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 và ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của đảng, nhà nước về công tác cán bộ. Không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, dung dính cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai của ông Thanh giữ các chức vụ trưởng phòng của ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình, phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục để ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, không đúng quy định. Ông Đinh Văn Thu, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có các vi phạm. Với cương vị là phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước đó là phó bí thư ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 và ban thường vụ tỉnh ủy. Chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch để ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai. Chưa đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn. Ông Huỳnh Khánh Toàn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư ban cán sự đảng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh có các vi phạm. Với cương vị ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh, ông đã ký báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ về công tác cán bộ và bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số nội dung không chính xác. Trong thời gian là bí thư đảng ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai, ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của đảng, nhà nước về công tác cán bộ, đề nghị tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, chỉ đạo quy hoạch, đề nghị luân chuyển, bổ nhiệm đối với một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có con cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vi phạm, không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự, ứng cử ban chấp hành đảng bộ, tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng, theo quy định, trong thời gian đi học thạc sĩ, tại nước ngoài. Để xảy ra vi phạm của các tổ chức, cá nhân, trên có trách nhiệm của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam đã buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban Cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh. Chấp hành không nghiêm quy chế làm việc để Ban Cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh và một số lãnh đạo tỉnh có các vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng, vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu, ông Huỳnh Khánh Toàn và ông Lê Phước Hoài Bảo là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật các ông Lê Phước Thanh, Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban Cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các tập thể cá nhân liên quan theo thẩm quyền. Giám đốc Sở 30 tuổi,
Lê Phước Hoài Bảo, sinh năm 1985, được tỉnh ủy Quảng Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 9 tháng 4 năm 2015. Đến ngày 23 tháng 9 năm 2015, thì được bổ nhiệm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Bảo được cho là giám đốc sở trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước, từ trước đến nay, khi mới 30 tuổi.